Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, theo phong thủy, gương là một vật dụng đa chức năng. Nếu bạn đặt chúng ở những vị trí thích hợp thì chúng sẽ giúp lan tỏa may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên, cũng có những vị trí cấm kỵ khi đặt gương trong nhà mà bạn nên biết, nhờ đó có thể hạn chế được những điểm không may mắn hoặc là cản trở dòng năng lượng tích cực chảy vào nhà. Để biết những cấm kỵ khi treo gương trong nhà là gì, xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Theo kinh nghiệm bài trí nội thất, gương là một vật có năng lượng rất mạnh bởi vì sự phản xạ các tia sáng và sự hiển thị các hình ảnh khiến gương nghiễm nhiên trở thành nơi tập hợp năng lượng trong nhà. Do đó, có một số cấm kỵ khi treo gương trong nhà như sau. Thứ nhất, không nên đặt gương đối diện với cửa ra vào. Một trong những điều cấm kỵ khi đặt gương trong nhà là ở khu vực lối ra vào nhà, đặc biệt là nếu chúng nằm đối diện với cửa chính. Phong thủy luôn coi cửa chính là nơi hấp thụ nguồn năng lượng, cũng giống như con người hấp thụ chất dinh dưỡng qua đường miệng bằng việc ăn uống hàng ngày. Đây là lý do vì sao cửa ra vào thường được gọi là cái miệng của ngôi nhà trong phong thủy. Đây là khu vực đón nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu có gương nằm đối diện thì các nguồn năng lượng này sẽ bị phản chiếu ra ngoài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình, mà hơn hết còn làm tiêu tán hết vận may của bạn. Khoảng cách sẽ chỉ thay đổi một chút tác hại của gương đối với cửa chính. Vì thế, nếu bạn đang đặt một chiếc gương đối diện với cửa chính, thì cách tốt nhất là nên di rời nó đi chỗ khác. Việc đặt gương trên cánh cửa cũng là điều tối kỵ. Nếu nhà bạn đặt gương trên cánh cửa đối diện với cửa hàng nhà hàng xóm, thì vận khí nhà họ sẽ suy giảm. Tương tự, nếu như nhà hàng xóm đối diện đặt gương trên những tấm kính cửa, thì vượng khí nhà bạn cũng sẽ giảm sút, và đó là điều rất xấu. Chính vì vậy, đôi bên đều không nên đặt gương trên cánh cửa, nhất là khi nó đối diện với nhà hàng xóm. Thứ hai, kiêng kỵ đặt gương đối diện với tượng thần tài. Đặt gương đối diện với tượng thần cũng là một việc cần phải tránh. Nếu bạn muốn nhận được những sự bảo trợ đến từ các vị thần thì cần thể hiện sự thành kính cũng như tôn trọng. Ngoài ra, thêm một điều bạn cần biết khi treo gương trong nhà, đó là gương thuộc hành xung sẽ đối nghịch với thần tài, do đó hãy loại bỏ tất cả gương ở khu vực này. Thứ ba, kiêng đặt gương đối diện giường ngủ. Gương được đặt đúng chỗ sẽ giúp cho vượng khí nhà bạn tăng lên, cũng như giúp cho căn nhà thêm phần đẹp hơn. Nhưng đối với phòng ngủ, đặc biệt là vị trí giường ngủ, thì không nên đặt gương. Giấc ngủ là lúc cơ thể được nghỉ ngơi và cũng là lúc những hoạt động trong cơ thể giảm cường độ. Đây là lúc cơ thể trở nên yếu đuối hơn bình thường. Giấc ngủ cũng là lúc cơ thể điều hòa và tích lũy lại năng lượng. Một chiếc gương chiếu thẳng vào giường ngủ sẽ phản chiếu tất cả giấc ngủ của bạn, được cho là không tốt đối với con người. Gương cũng được coi như một cánh cửa khác, và việc đặt chúng đối diện giường khi bạn đang ngủ có thể làm tổn thất một lượng năng lượng của bạn. Theo phong thủy, việc đặt gương đối diện giường ngủ sẽ khiến cho gia chủ gặp những vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng cũng như gia đình. Việc này khiến cho họ thường xuyên gây tranh cãi, bất hòa và đấu khẩu nhau. Không chỉ về phong thủy mà việc bạn đặt gương chiếu vào giường ngủ cũng có thể gây cho bạn những phiền toái khi mới ngủ dậy sau một đêm, thì lại nhìn thấy chính hình ảnh phản chiếu của mình. Điều này có thể dọa sợ bạn khi mới thức dậy
tâm lý chưa thực sự tỉnh táo. Thứ tư, đặt gương chiếu thẳng vào cửa nhà vệ sinh. Điều này không phải quá lạ lẫm khi mà nhà vệ sinh là nơi riêng tư, không ai lại muốn những điều riêng tư của mình bị phát tán cả. Điều này sẽ khiến người sử dụng nhà vệ sinh cảm thấy bất tiện và khó chịu. Chính vì vậy mà việc đặt gương đối diện cửa nhà vệ sinh là một điều cấm kỵ nên tránh. Ngoài ra, về mặt phong thủy, điều này cũng không tốt và có thể gây tổn hại đến sức khỏe của gia chủ. Nếu muốn đặt gương ở gần nhà vệ sinh thì nên tránh những vị trí đối diện với cửa nhà vệ sinh, không để mặt gương chiếu thẳng vào cửa. Thứ năm, kỵ đặt hai tấm gương chiếu vào nhau. Việc đặt hai chiếc gương đối diện nhau sẽ làm cho vận khí trong nhà bị đảo lộn, quanh quẩn không thông. Hai chiếc gương đối diện có thể gây ra những ảo ảnh không nên thấy. Hình ảnh phản chiếu của chúng ta sẽ nhiều vô tận và gây cảm giác khó chịu cho con người. Điều này làm phân tán tài vận của những người sống trong môi trường này. Việc đặt hai chiếc gương đối diện nhau gây ra hiện tượng các luồng sáng bị phản xạ một cách hỗn loạn hơn, không theo một trật tự nào cả. Điều này hoàn toàn không tốt cho việc điều tiết và tích lũy năng lượng trong nhà. Quý vị thân mến, chiếc gương được chúng ta sử dụng hàng ngày, nhưng không ít lần bạn vô tình làm vỡ gương, khi đó chắc chắn là ai cũng nghĩ rằng đó là một điểm báo gì đó không hay. Vậy sự thật vỡ gương là điểm báo gì? Cách hóa giải khi vỡ gương ra sao? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Gương vỡ là điểm báo gì? Với quan niệm của nhiều người xưa để lại, chiếc gương chứa nhiều bí ẩn và thường được coi là vật linh thiêng để giúp trừ ma quỷ, trừ tà. Hiện nay, nhiều người treo gương bát quái trước cửa nhà để tránh sự xâm nhập của ma quỷ ở nhiều nhà. Theo quan niệm người xưa bao đời truyền lại, vì gương vỡ là điềm báo vô cùng xấu. Dù khoa học không chứng minh điều này, nhưng theo kinh nghiệm tâm linh được người xưa lưu truyền trong dân gian, thì họ tin rằng chiếc gương có thể phản chiếu linh hồn của con người và ma quỷ. Một khi làm vỡ gương có nghĩa là ma quỷ đã phá vỡ được chúng, từ đó đem đến những xui xẻo, đau khổ, sự bất hạnh và chuyện chẳng lành đến cho bạn. Vì thế, hãy cẩn thận từ lời nói cho đến hành động để tránh những gì đáng tiếc có thể xảy ra nhé. Đối với người Trung Hoa thì gương cũng được xem là vật để trừ tà. Họ cho rằng khi ma quỷ nhìn thấy gương, chúng sẽ thấy hình thù kỳ quái của mình rồi tự trở nên khiếp sợ bỏ đi và không dám xâm nhập vào quấy rối gia đình mình. Vì thế, làm vỡ gương cũng là một điểm xui xẻo, mách bảo rằng nên cẩn thận, không thì tai vạ sẽ nặng hơn. 2. Cách hóa giải khi làm vỡ gương để tránh gặp chuyện xui xẻo không may. Khi làm gương vỡ, người làm vỡ gương được cho là sẽ bị xui xẻo ly biệt. Vận xui là điều mà không ai mong muốn. Tuy nhiên, để tránh gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống do lỡ tay làm vỡ gương, bạn nên tìm cách hóa giải. Dưới đây là những cách hóa giải khi làm vỡ gương để tránh gặp chuyện chẳng lành. Dọn dẹp ngay khi gương vỡ. Gương được cho là nơi lưu giữ hình ảnh một phần linh hồn những người từng soi chúng, nên khi gương bị vỡ, không nên vứt các mảnh vỡ vào thùng rác. Sau khi thu dọn kỹ càng, để tránh những mảnh vỡ gây bị thương cho người trong gia đình, để hóa giải được điểm xấu, hãy dùng một tấm vải đen nhặt tất cả mảnh vỡ của gương gói trong mảnh vải đen ấy, chôn sâu ở sân sau hoặc góc vườn. Có những nơi còn có cách hóa giải khác như đập vỡ mảnh gương thành những mảnh vụn cho thật mịn
và thổi hay ném đi, người ta tin rằng những mảnh vụn gương sẽ hàn gắn số mệnh của bạn. Đốt vía phong long. Theo dân gian, mọi người có quan niệm rằng đốt phong long, đốt vía để giải phóng các năng lượng tiêu cực. Lửa được biểu trưng cho sức mạnh khai phá. Bạn vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa khắp ngôi nhà của bạn. Khi đốt vía, không quên mở tất cả các cánh cửa trong nhà ra để các năng lượng tiêu cực thoát ra ngoài, không loanh quanh trong ngôi nhà của bạn nữa. Dùng muối. Muối được xem là có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực mà không cần dùng tới lửa. Nếu gia đình thường xảy ra bất hòa và cãi nhau, dùng bát đựng nước muối trừ tà cho vào góc phòng để hấp thụ ám khí, hoặc đơn giản là rắc muối lên sàn nhà, sáng thức dậy đi chân không lên lớp muối ấy. Muối được xem là thứ sạch sẽ, tinh khiết như bản thể của nó. Chính vì thế, nếu dùng muối hòa nước tắm bằng cách hòa khoảng 2 muỗng canh muối vào nước ấm và tắm là được. Dùng muối để hóa giải xui xẻo do gương vỡ. Bạn hãy thả muối ra sau lưng từ vai trái sẽ giúp cho vận xui mau chóng kéo đi. Nhớ rằng không được ném qua vai phải bởi nó sẽ khiến vận xui tăng gấp đôi. Quý vị thân mến, gương là một vật đặc biệt có thể mang linh khí, vậy nên việc bố trí xử trí khi vỡ hỏng cũng là việc hết sức quan trọng, kẻo rước họa vào thân. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.